khẩu mới đi gặp chị Huyền. Ừ. Mẹ kinh. Nhớ rồi. Nhớ phòng khoai tây đúng không? Không. Hay đường ruột chứ cứ hồi đó chí chắc hỏi cháy chí biết không ăn hồi trưa trừ mà chí kìa, mà hồi trưa trừ bình thường mà qua từ 4 giờ là bắt đầu cũng khó thở với lại không bị kiểu chướng cái bụng á, hợp với mắt họng ra cho nó khỏe nó không tiêu đúng không. Ghê đó chị. Hỏi thật mà nội. Thì chứ nóng bị lạnh luôn thực bị đó thì cái nghề của mày mà đi nó lấy than lấy đồ uống. Dưới. Dạ chị con vô. Đi biết sự cứ đâu để cho họ uống bắt người ta tù mà. Chí có giải pháp khắc phục không? Bị 2-3 ngày nãy rồi. Cứng. Đúng rồi. Tới trời chiều đi đây 4-5 giờ là bắt đầu hắn không. Có chua là chua lét. Tối đi qua cái shop kia với chị à. Mua gì nữa? Mua xét chứ. Chị Tâm á. Tâm tặng á. Em thích cái xét đó. Đi không? Hỏi em á. Hỏi. Ừ. Trân Đường Vương. Mua cái set mà chị Tâm tặng chị lên đấy. Nhưng mà chị mua là uống buổi chiều hả chị? Chị mua shop khác. Shop nó 380 thôi. Chị Tâm mua 440. Shop nó cũng nhiều đồ đẹp lắm đó. Sếp nó 440 đó. Shop chỗ Trần Đường Vương có 380. Nghĩa Trương à? Đỗ Thị Hậu.
Gì muộn tao rồi. Em mới lau rồi mà. Nghĩ giờ thấy ngày rồi mới hỏi. Chị trời. Hết tại chị Ly á. Chị Ly ghi lộn á. Hết đợi chị Ly. Làm cái thang mà. Cái thang kia. Tại vì tao chỉ làm gì.